Ok, xin chào anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những cái clip về auto chat ở trên kênh Game Today. Phần đầu cái video này tôi xin được gửi lời nhắn từ các anh em mà tìm thấy tôi ở trên Spotify. Thì cái kênh này này, cái kênh Game Today ấy, tôi chỉ làm game thôi anh em ạ. Tôi không có làm nhạc ở kênh này anh em nhá. Nên là anh em mà muốn nghe nhạc ấy thì anh em mời anh em sang kênh Tuấn Cơm. Đấy, anh em có thể search trên YouTube, nó sẽ ra kênh Tuấn Cơm Official. Thì anh em vào đấy anh em theo dõi tôi. Đấy, tôi sẽ cập nhật thường xuyên những cái bản nhạc mới, những cái bản nhạc tôi cover và những cái bản nhạc mà tôi sáng tác. Đấy, tôi sẽ cập nhật vào trong đó anh em nhá. Còn cái kênh Game Today thì tôi chỉ làm game thôi. Đấy, anh em thì tôi cũng không hiểu sao mà anh em từ Spotify sang, xong rồi anh em search thì anh em toàn vào kênh này anh em sub. Nó lại lạ như thế đấy. Thì cái kênh này này, có thể anh em sub thì cũng được, nhưng mà nó sẽ không có up nhiều nhạc. Đấy, nhưng mà anh em có thể xem những cái cuộc trò chuyện của tôi. Đấy, cái kênh này thì tôi lại trò chuyện nhiều hơn. Cái kênh Game Today thì tôi thường là tôi hay chia sẻ về cuộc sống của tôi, hay tâm sự với các anh em ở trên này. Đấy, nên các anh em mà yêu âm nhạc của tôi và cũng muốn tìm hiểu về tôi thì anh em có thể sub kênh này vẫn được nha anh em nhá. Rồi, đấy, còn nhân tiện thì cũng chia sẻ với các anh em một cái niềm vui. Đấy, xin chia sẻ với anh em ở trên kênh Game Today. Đấy là tôi thực sự là tôi đã thành công. Đấy, tôi phải gọi là thành công ngoài sức tưởng tượng ở trên cái lĩnh vực âm nhạc. Khi mà trong cái tuần vừa qua, cái bản nhạc cover của cái tựa game Black Myth Wukong do Tuấn Cơm thể hiện thì nó đã được lọt vào trong top những cái bài hát được nghe nhiều nhất tại Việt Nam. Đấy, top thịnh hành Việt Nam. Và cái vị trí mà cao nhất mà tôi đã đạt được đấy là top 25. Đây quả thực là một cái thành tích mà tôi cũng không mơ tưởng tới luôn. Đấy, nó thật là bất ngờ, nó quá bất ngờ luôn. Mình lọt được vào trong top và cái bài hát mà do tôi thể hiện ấy, nó đứng cùng với những cái bài hát khác của những cái nghệ sĩ tên tuổi nổi tiếng, ví dụ như là Binzy hay là Thắng Ngọt. Thì quả thực đấy nó là một cái sự bất ngờ cho chính cái bản thân tôi luôn, chứ không phải chỉ riêng anh em đâu. Quá bất ngờ đấy. Nhưng mà nó cũng là một cái mà tôi phải nói là một cái thành quả của cái sự nỗ lực của tôi. Đấy, của một cái sự chăm chỉ làm việc trong suốt một tháng vừa qua. Và đó là cái sự nỗ lực và nó được trả một cái thành quả xứng đáng. Đấy, và tôi rất là vui mừng khi mà chia sẻ cái thành quả này với anh em. Đấy, rất là hãnh diện cho chính cái bản thân tôi. Tất nhiên là trong cái quá trình mà tôi làm nhạc thì tôi sẽ phải mất cái thời gian làm nhạc, nên là tôi lại bị bớt cái thời gian mà làm game để phục vụ các anh em trên kênh Game Today. Thì cái này thì tôi sẽ bù đắp sau anh em nhé. Nó qua một cái đợt làm nhạc tập trung thì nó sẽ đến một cái đợt là làm game tập trung. Bởi vì căn bản là tôi không có làm được hai việc một lúc được anh em ạ. Mình chỉ làm được một việc một lúc thôi, chứ còn hai việc mà cả hai việc nó đều đòi hỏi cái sự sáng tạo ấy thì thực sự rất khó. Kể ra mà có một cái việc ấy mà nó thành cái quy trình mà hàng ngày làm đi làm lại, nó thành quen. Đấy, một cái công việc mà khi mà chúng ta làm hành thợ ấy, nó quen việc rồi ấy, thì nó dễ. Nhưng mà đối với những cái công việc này mà tôi chia sẻ với anh em thì nó đều là những công việc nó đòi hỏi cái tính sáng tạo. Nếu mà không sáng tạo thì tôi nghĩ là những cái công việc mà tôi đang làm, ví dụ như là làm game này hay là làm nhạc ấy, sẽ không có ai nghe, và làm game không ai xem, bởi vì nó lặp đi lặp lại mà. Thì nó sẽ trở nên nhàm chán. Chính vì thế nên là nó cũng khá là khó. Tôi lấy ví dụ như là làm game auto chat ấy, thường tôi lên kịch bản trước. Đấy, sau đó là tất nhiên là nó sẽ không phải là một cái kịch bản mà sẽ là mấy cái kịch bản. Đấy, sau đó là vào trong game ấy, nó vào cái kịch bản nào là bốc luôn. Làm game này tôi xác định là tôi làm giống như một cái bộ phim hay một cái game show, để khi mà anh em vào anh em xem, anh em cảm thấy là nó thú vị. Nó gay cấn là một, cái thứ hai là nó có những cái cú bất ngờ, những cái cú flop bất ngờ lết game. Đấy, mà có thể là anh em sẽ giật mình khi mà anh em thấy cái sự bất ngờ đấy, thì như thế nó mới hay được. Thường là tôi sẽ không để lộ cho anh em biết là tôi chơi cái gì đâu. Thường ngay cả từ đầu game này bật cái bảng lên, anh em sẽ không biết là tôi chơi cái gì hết. Tất cả những cái video clip ở trên kênh Game Today, tất cả những cái video clip anh em nhá, nó đều có kịch bản trước, đều có kịch bản rồi. Chứ không phải là chỉ có vào game xong rồi là chơi một cái con game sau đó nó up lên đâu anh em. Nó không phải như thế. Đấy, nên là anh em thấy là có cái cảm giác là xem game nó rất giống như là đang xem một cái bộ phim. Nó có mở phim, thân phim và kết phim. Hunter phải ngon nhỉ. Được đấy. Đây rồi. 6 Hunter. À chưa đủ, thiếu một con à.
Thiếu một con Hunter. 6 Hunter là có thể đánh được chuyện thắng. Còn chưa đủ 6 Hunter thì cũng chưa được đâu. Cái bộ Hunter nó phải đủ 6 con cơ. Còn 3 Hunter thì tương đối yếu. Chơi tạm. Chủ yếu là lấy những cái món đồ mà nó phù hợp với cái bộ Hunter này. Ở cái round 3 ấy, mà nó ra là cái bố set thì nó quá tuyệt vời luôn. Chơi Hunter nó là hay nhất. Có thể là cái MOM, cái mặt lạ điên ấy thì cũng được. Nhưng mà nó sẽ không ngon bằng cái bố set đâu. Bố set là ngon nhất này, sau này cái mặt lạ điên. Cái thứ ba có thể là lùn. Lùn thì giai đoạn đầu thì nó không được mạnh lắm. Nhưng mà khi mà anh em lên đủ 6 Hunter mà có một cái con tăng cơ phía trên mà nó dày dày một chút ấy, thì cái bộ lùn nó khá là mạnh. Và late game thì cái bộ lùn nó mạnh anh em nhá. Còn ở giai đoạn đầu thì cái bố set nó mạnh hơn. Có một cái combo rất mạnh với cái bố set, đấy chính là cái cỏ 4 lá. Nếu mà anh em ra là cái cỏ 4 lá thì nó quá tuyệt vời. Thắng cái thằng này này, ui ngon nhỉ. Ơ thằng này khỏe này, nó không up cấp nhỉ. Vẫn để level 5 ạ. Úi dồi ôi. Đủ bộ luôn. Súng lên được 2 sao rồi lại còn thợ giái cá này nữa thì chúng ta đủ 6 Hunter rồi. 6 Hunter súng 2. Ok đấy. Như này là có thể đánh chuyện thắng rồi. Yên tâm rồi. Bây giờ cái bọn Hunter này nó cũng khá là dễ lên ở giai đoạn đầu game anh em ạ. Do nó có rất nhiều con Hunter. Cho thêm một cái con tường mới Hunter ấy, là cái bộ Hunter gần như là kiểu gì rồi. Sau cái round 10 anh em cũng đủ 6 Hunter thôi. Và đây nó là cái bộ đánh chuỗi thắng đầu game đấy. Khi mà có búa set mà chơi Hunter thì cái khả năng mà đánh chuỗi thắng đầu game nó rất cao. Tuy nhiên là cái meta này có nhiều người chọn cái bộ này, nên là đồ của ai ngon hơn thì người đấy sẽ đánh được chuỗi thắng. Ví dụ như là một cái ông mà có cái búa set và một cái ông không có búa set thì cái ông có búa set ngon hơn anh em nhá. Rồi lấy cái gì đây? Lùn thôi. Tôi nghĩ là lùn nó sẽ là cái sự lựa chọn thứ hai. Cái món đồ này có thể đánh được late game anh em ạ. Được. Hunter thì nó có thể là Hunter Aegis kẹp với cả 4 cá kẹp với God. Cực kỳ hay luôn. Sau đó dồn đồ cho tướng mới. Con tướng mới này nó vừa có kháng phép này, để nó chống phép, vừa có bất tử. Nhờ cái việc là sử dụng skill của nó, nó sẽ bất tử với cái lượng đam vật lý. Thì gần như là nếu mà anh em lấy được cái bùa phép ấy, là anh em có thể là đánh liên tục, sử dụng skill liên tục. Đấy mà không bị gián đoạn. Lúc đấy thì đối thủ gần như là không thể bớ được vào người anh em. Rất là khỏe. Bây giờ cảm giác gặp cái con ốc 2 nó không ngán lắm. Bởi vì là ốc bây giờ yếu rồi anh em ạ. Con ốc bây giờ nó có 1 tiền thôi, rất là yếu. Nó không mạnh như ngày trước. Ok, up lên cấp 7 thôi. Tôi nghĩ là bây giờ tôi bắt đầu có thể là lấy được những cái chuỗi đầu tiên đấy. Bắt đầu sẽ có những cái chiến thắng đầu tiên và rồi chúng ta sẽ có chuỗi thôi. Đội hình rất là mạnh. Ở cái giai đoạn này có búa xét và có lùn. Bây giờ chỉ cần con ách nó lên được 2 sao này là có thể yên tâm luôn. Ách lên được 2 sao hoặc là thêm một cái con như kiểu con rồng ấy, con rồng 3 đô. Nó đứng ở cái phía trên, nó làm tăng cơ thì quá tuyệt vời luôn. Rất là cứng rồi. Trận này chơi Hunter ngon nha anh em nhé. Trận này có Tetsulami. Đấy. Có Tetsulami thì có thể là chơi 6 cá kết hợp với 6 Hunter. 6 cá, 6 Hunter này. Ví dụ như là lên được 10 ấy, thì chúng ta có thể kẹp thêm con Light Spirit. Là trận này có luôn. Đấy. Chống phép rất mạnh. Mà thậm chí là có thể đánh với cả cái bộ như là bộ Ngũ Long Hóa Hình ở giai đoạn này là cũng được đấy. 9 Hunter. Ok, 9 Hunter được. Hay là 6 Aegis Seed kẹp với cả tướng mới, kẹp với 6 Hunter, kẹp với God. Đánh ở level 10 cũng rất là ok. Trong cái giai đoạn mà chúng ta lên được 10 thì có thể ở lên 9 nó sẽ là 4 đỏ kẹp với cả 6 Hunter. Đấy, là đánh ở level 9. Trận này thì tôi ngó qua tôi thấy có cả 6 Saman, có cả Assassin, có cả Fiazer. Có cả Fiazer họ cũng ra được con cây. Đấy, cây 2 sao rồi. Không biết là có lên được cây 3 sao không. Nếu mà họ lên được cây 3 sao bây giờ thì khả năng là chúng ta sẽ không giữ được cái chuỗi này lâu đâu.
Còn nếu mà họ chưa lên được cây 3 sao thì tôi nghĩ là cặp 9 Feather Hunter vẫn có thể ăn được đấy. Ở giai đoạn này là ăn được. Đồ ngon. Rất có thể chúng ta sẽ giữ được cái chuỗi này đến sau round 20. Hy vọng là sẽ là như thế. Tất nhiên là không loại trừ trường hợp là những cái thằng nó xây dựng Hunter này, nó có thể chuyển sang cái bộ ngũ lang hóa hình anh em ạ. Bởi vì trong cái bộ này nó có sẵn con rồng và con ảo ảnh rồi, con ảnh phân lộ rồi. Nên họ sẽ chuyển sang cái bộ 5 rồng kết hợp với cả Witcher, nó cũng dễ lắm anh em ạ. Nó có sẵn 3 con rồi mà. Exorcist thì nó có 2 con là hai con rồng rồi. Đấy, nên là nó có thể chơi 6 Hunter, 6 Exorcist. Thì có sẵn 2 con rồng này và có sẵn con ảnh phân lộ. Đấy, sau đó nó sẽ chuyển qua là 6 Hunter, 6 Exorcist kết hợp với cả 4 Witcher trước. Sau đó là ra rồng mà chuyển sang 5 rồng kết hợp với cả 4 Witcher kết hợp với kẹp với cả chúa quỷ, nếu mà lên được level 10 và ra chúa quỷ. Chuyển như thế nó sẽ rất là luột và nó sẽ giữ rất nhiều máu anh em ạ. Đó là một cái lối chơi mà khá là thông minh. Cái cách xây dựng nó khá là khoa học. Đấy. Chơi như thế là nếu mà ra Hunter thì chơi Hunter thôi. Còn nếu mà ra chúa quỷ thì chuyển sang Witcher. Còn nếu mà ra Sailing Assassin thì là chuyển sang là chơi Assassin. Tuy nhiên trận này thì không có Sailing, nên là sẽ có thể là bỏ qua cái bộ đấy đi. Thì còn hai cái bộ để hướng tới thôi. Nó là như thế. Đấy. Và thông thường thì nó là như thế đúng không? Nhưng mà trong cái video clip của tôi thì nó khác. Nó sẽ tạo ra một cái sự bất ngờ. Bởi vì nhìn cái trận này thì chắc chắn là anh em sẽ nghĩ đến cái bộ đấy đúng không? Nhưng mà anh em nghĩ được ấy, thì những cái người khác người ta cũng nghĩ được. Những cái người mà đang chơi ở tôi ở trong cái trận đấu này này đều là top server cả. Đấy, và họ cũng sẽ nghĩ được ra những cái bộ đấy. Họ sẽ nghĩ ra là à, cái trận này có chúa quỷ. Bây giờ cứ chơi đi xong rồi late game nếu mà ra chúa quỷ chuyển sang ngũ lang hóa hình chơi cho nó mắc binh đúng không? Đấy, thì tôi ấy thì nó lại là một cái kịch bản là tôi biết là trong trận đấu này sẽ phải chiến đấu với cái bộ ngũ lang hóa hình dựa lên game. Đấy, họ có thể chuyển từ cái bộ rồng mết sang cái bộ ngũ lang hóa hình. Họ có thể chuyển từ cái bộ Feather, 9 Feather sang ngũ lang hóa hình để chơi lên game. Thì tôi biết là lên game sẽ phải đối đầu với cái bộ đấy. Nên là bây giờ thứ nhất là làm gì? Thứ nhất là mình phải sống sót để lên game cái đã. Úi dồi, Lava lên được 2 sao à? Được. Lava lên được 2 sao cho vào đó. Con nào mà lên được 2 sao tận dụng luôn. Này chả có cái món gì ngon nên là tôi sẽ random anh em nhé. Cung à? Món này thì cũng tạm tạm. Cung này mà kết hợp với lùn thì cũng ngon. Bắn được hết bản đồ. Con súng nó sẽ bắn được toàn bộ bản đồ luôn. Cái thứ nhất là cứ phải là sống sót đến late game cái đã. Thứ hai là chúng ta sẽ chuẩn bị cho một cái late game đối đầu với cả ngũ lang hóa hình. Sẽ chơi như nào cho nó gây cấn nhất. Đấy, chơi một cái đội hình gì mà đối đầu được với ngũ lang hóa hình late game thì bây giờ nó cũng không có nhiều bộ để chơi đâu. Mà tôi sẽ cố gắng làm nào để đánh cho nó cân bằng nhất có thể anh em nhá. Đấy, chơi một cách cân bằng nhất có thể thì nó mới tạo ra được cái sự hấp dẫn ở late game. Chứ còn nếu mà dễ dàng ăn được đối thủ thì cũng không hay, mà bị đối thủ đì thì cũng không hay. Đấy, nó phải có một cái đội hình mà nó tạo ra cái sự cân bằng để hai cái đội hình đánh nhau, giành giật nhau từng round một. Round thắng, round thua. Đấy, khiến cho cái trận đấu nó vô cùng kịch tính và hấp dẫn. Ok, trận này là tôi vẫn chưa gặp cái thằng có chuỗi đâu nhá. Gặp sớm thì không để nó form được 9 Feather toang ấy. Điêu nhỉ. Bộ này nếu mà chúng ta lên được 9 ý, thì sẽ kẹp vào 4 đỏ. Mà round này thì chưa lên 9 được và cũng chưa có 4 đỏ để mà kẹp vào. Chứ nếu mà ra thêm con đỏ nữa tôi dí đến 9 luôn đấy. Nếu mà đủ tiền. Gặp nó đi, gặp nó đi, gặp nó đi. Gặp round này đi. Nó bắt đầu xả tiền, nó bắt đầu xả tiền và nó bắt đầu form đội hình rồi. Đấy. Gặp đi, gặp đi, gặp đi. Hay. Rồi, chưa form được. Quá tuyệt vời anh em ạ. Thế thì ăn thôi. Thậm chí đẩy nó nhiều máu luôn. Có lùn, có cung, có búa xét.
chắc chắn là cắt được chuỗi rồi. Đây rồi, ui bây giờ mới ra tường mới á. Con này nó ra hơi muộn đấy nhở. Chơi Hunter thì chủ yếu bây giờ chơi Muleta làm co đây anh em ạ. Súng với cả cung đen bây giờ yếu lắm, đuối so với cả meta. Late game chỉ có cái con này nó solo được với những cái bộ mạnh nhất bây giờ đó. Muleta giờ là chơi solo với cả Velomancer 3 sao mà kết hợp với cả 6 Glacier là bắn nhau như con luôn đấy. Hay là như là Muleta này là có thể đánh ngang kèo với cả cái bộ ngũ long hóa hình được. Nhưng mà tất nhiên nó phải lên được 3 sao. Bây giờ mới ra một con. Ui gặp Saman. Gặp Saman không biết là có mất chuỗi không. Không. Tầm này chưa sợ. Chắc chắn là phải sau round 20 thì chúng ta mới mất chuỗi được cơ. Súng nữa này. Mà thôi, cái con súng này không mua đâu anh em ạ. Bây giờ chỉ ra Muleta mua thôi, không có tiền lui được quá nhiều đâu. Muleta lui, súng bỏ thôi. Thậm chí là late game ấy, nếu mà chúng ta chơi theo cái kiểu là kẹp với cả 4 cá kẹp với gót ấy thì không có slot cho con súng đâu. Anh em ạ, không có slot. 6 Eager Seed kẹp với cả 4 cá đúng không? Kẹp với cả 4 gót nữa là hết rồi. Thằng này chưa có đỏ. Có đỏ hay Saman? Trên này có cả trộm chó chứ, vãi đái. Có đang chơi trộm chó anh em ạ. Gregator này, có mất chuỗi không? Chưa, không thể. Tầm này chưa mất chuỗi được đâu. Ok. Rồi. Sau round 20 thì mới bắt đầu mất chuỗi được cơ. Thoải mái đi. Bây giờ hy vọng nó ra cho tôi được cái con đỏ nhé. Round sau ra 4 đỏ thì ngon. Kẹp 4 đỏ vào. Còn nếu mà bây giờ mà lên 9 mà lại không có 4 đỏ thì nó cũng hơi yếu đấy anh em ạ. Hy vọng là round sau ra 4 đỏ tôi. Để tôi tính xem là bây giờ là chơi cái gì nào. Round sau bắt đầu gót này, gót đỏ rồi gót trộm chó nhìn trông cũng khá sợ nhá. Ra được con heo lên 2 sao rồi. Ở trong bộ trộm chó rồi. Nhưng mà trận này là có Saman nên là tôi nghĩ là cái thằng trộm chó nó cũng sẽ không thọ ở lâu đâu. Trận này có Saman nó cũng khá là trâu. Trộm chó nó gặp phe giờ nó cũng sẽ bị đẩy nhiều thôi. Trận này có 9 phe giờ rồi. Rồi có cả Greater. Đấy, sợ nhất là Greater thì Greater bây giờ anh em nhìn cả. Greater bây giờ có 7 con 2 sao, rất khỏe. Chính ra là nhìn thế thôi chứ bây giờ bài của tôi ấy, nó không phải là mạnh nhất đâu anh em ạ. Bài của tôi bây giờ là nó đang khá yếu đấy. Nhìn trông giống như là sắp mất chuỗi ở round 21 ấy. Anh em ạ. Ngó qua thì chưa thấy khỏe hơn thằng nào đâu. Khỏe hơn chắc khỏe hơn thằng Hunter đâu. Roll nhỉ. Kiếm đỏ 4 bit cũng được. Từ từ đã. Không đây. Con này 2 sao chắc cho vào thôi. Cung đen cho ra đi. 50 tiền roll thôi anh em ạ. Tầm này tôi xác định là mất chuỗi rồi. Dìu pha lê à. Được, Chanter cầm cái món này cũng ngon anh em ạ. Trông dễ mất chuỗi lắm. Trông dễ mất chuỗi lắm anh em ạ. Này xem là có chuyển được về Hunter God không. Muleta chưa lên được 2 sao. Muleta chưa được 2 sao mà trong khi đấy là sau round 21 này bọn nó khá là mạnh đấy anh em ạ. Sợ là còn bị đẩy nhiều cơ. Ơ thằng này không chơi trộm chó à? À thằng này nó lại kẹp đỏ vào.
chơi 6 đỏ. Ok rồi, thế thì cảm ơn nhá. Thế thì vẫn chưa mất chuỗi được. Đẩy gần chết ạ. Thề. Tại sao không chơi trộm chó nhỉ? Đây rồi, 4 đỏ rồi. Rồi lên 10 luôn anh em ạ, kiếm 5 đô. Biết đâu rồi ra chúa quỷ tôi lại quay xe đấy anh em. Bây giờ lổ chúa quỷ quay xe. Ra con nào đánh con đấy luôn. Bán con này đi, tiết kiệm tiền thôi. Áp dần lên 10. Giờ sợ nhất là thằng này nhỉ? Sợ nhất cho thằng Saman. Saman bây giờ khá sợ đấy anh em ạ. Assassin à? Ăn được không? Xin chắc vẫn ăn được. Ui không được rồi. Tôi quên không để ý có con gấu Assassin 2 sao. Hỏng rồi. Trận này có Xin Witcher không? Có Xin thì chắc nghĩ chắc nó sẽ là Xin Witcher đâu. Mà nếu mà có Assassin thì thôi chả chơi Hunter nữa anh em ạ. Cái bộ Xin Witcher ấy thì cái con Mueta khi mà nó bật bất tử lên ấy là nó vẫn bị đánh xuyên giáp và nó ăn thẳng vào máu luôn ấy, tức là nó cực kỳ mềm luôn. Thế nên là khả năng là không chơi đâu. Bỏ ấy. Trận này có Xin Witcher đây này, cáo 2 rồi anh em ạ. Lên game lên được 10 nó sẽ là Xin Witcher thôi. Có lẽ tôi sẽ chuyển về một cái bộ gì đấy mà nó sẽ lì hơn một chút. Nếu mà gặp Witcher thì cần máu trâu anh em ạ. 6 đỏ sao? Trận này 6 đỏ không ai đánh. Có một thằng đánh sắp đi rồi. Thằng 6 đỏ nó đi tôi sẽ chuyển sang 6 đỏ để tôi ui từ từ nha, thằng này sắp mạnh cái này. Đấy, bắt đầu từ bây giờ là bắt đầu bị đẩy nhiều đấy anh em ạ. Bộ Hunter nó đuối rồi. Không chơi được. Kẹp Hunter 4 đỏ vào để giữ máu đó. Chứ còn đuối lắm rồi. Và cái trận này cũng có Saman nên là tôi cũng sẽ không chơi Exorcist đâu. Không chơi anh em ạ. Bỏ qua đi. Nó Saman nó đẩy khét lắm. Chơi nó ra được cái con gấu Saman rồi. Gấu Saman là có thể đánh được 6 Saman đấy. 6 Saman kẹp với 6 đỏ là chơi được luôn đấy nhá anh em nhá. 6 Saman 6 đỏ đánh ở level 10. Kẹp với cả 4 God. Nếu mà có đồ cho con Zu là có thể chơi được cả 4 God luôn. May mà cái dạng đầu tôi giữ được máu ấy, nên là mấy cái round mà gặp mấy cái bọn như kiểu Saman ấy có mất máu thì cũng không mất quá nhiều. Tầm này giữ được máu là ok rồi. Lên được 10 chuyển sang đỏ. Du lên được 2 sao thì dồn đồ cho Du thôi. Đấy, chơi gót đỏ. Ok. Trông cái thằng rồng mết trông cũng to phết đấy anh em ạ. Nhờ, già 2, rồng 2 trông cũng căng phết rồi. Mà sao sắp đi rồi kìa. Không hiểu tại sao luôn. Hay là vì nó gặp Saman, nó gặp Fiazer không ăn được nhỉ? Chứ còn rồng mết trông to thế kia mà lại không ăn được à? Điêu thật đấy. Rồi lấy gậy tà ác đi. Bây giờ là thậm chí là Hunter nó còn không ăn được Fiazer cơ. Trông đấm nó như con luôn. Lọt nhiều. Lọt tầm này chắc phải hơn chục máu. 10 máu luôn. 6 đỏ đủ chưa? Ra Dark Spirit này. God đỏ kẹp với Dark Spirit. Ok. Ra là ra quái rồi. Chuyển bài đó. Sáu đỏ này. Sáu đỏ kẹp với cả 4 gót. Tạm thời tôi để lại con súng để đép với ra quái anh em nhé. Cho có tí đam.
Tầm này đang đánh chuỗi thua nên thôi chuyển sang cái bộ này giữ máu cũng được. Chả thắng được ai đâu anh em ạ. Tầm này Hunter là yếu quá rồi. Tôi chuyển sang gót đỏ. Gót đỏ này đến một cái giai đoạn nào đấy mà máu nó đủ xuống thấp ấy thì nó sẽ khỏe. Yên tâm. Cái vấn đề là cái gót đỏ này nó gặp Witcher thì nó cũng không ăn được đâu nhá. Gót đỏ gặp Witcher không ăn được đâu. Đấy. Thế nên là lại phải chuyển tiếp đấy. Kiểu như này chưa ăn được. Đây gọi là tạm để cho nó đỡ mất máu thôi. Chứ còn để Hunter mất máu nhiều quá, sợ không cưỡng nổi cái sự mất máu ở sau là 25 anh em ạ. Thế tôi phải chuyển sang đỏ gấp. Ui giời ơi, đổ chán á. Thôi đổi đồ cam luôn. Hộp sọ đẫm máu à. Cái món này ngon nhá. Món này du lên được 2 sao là có thể cho nó chơi này. Nhưng mà không có đồ mana nhỉ. Được. Cá thì tí nữa là sẽ kẹp cá vào để làm gì? Để chơi với cái nhà mết. Nhà mết bây giờ là cũng 5 rồng các thứ và cũng trông cũng khá là to rồi. Tí nữa là cho thêm một con wizard vào là sẽ có là 2 cá anh em ạ. Thêm một wizard vào. Thằng Hunter này nó cũng lên được 10 này. Chơi chỉ Hunter kẹp với cá. Tôi thua này thôi, nhưng mà thằng này nó cũng sẽ không thọ lâu đâu anh em ạ. Chơi Hunter mà không lên được 3 sao mà dí lên 10 sớm này thì dễ toang lắm. Đây rồi, hay quá. Đã rớt rồi. Chuyển đồ cho rớt rồi. Thunder Spirit già luôn này. Ui nhiều quá nhờ. Medu lên 2 à? Không, hết tiền rồi anh em ạ. Tôi có 21 tiền rồi, để roll đi. Du lên được 2 sao này. Ok, từ từ đã. Dồn đồ con Du. Bình tĩnh. Cần một con lên 2 sao. Già lên được 2 sao, Thunder lên được 2 sao. Được hết anh em nhá. Được hết, chơi được hết. Ok, Gretter. Thôi chết mẹ. Xoay được không? Xoay được. Ngon rồi. Du lên được 2 sao có đồ là ngon rồi anh em ạ. Mỗi tội là không có cái blink thôi. Đấy, có thằng đi rồi. Đó. Bắt đầu giữ máu rồi đấy. 50 máu mà khỏe là ok rồi. Vậy là cả cái thằng 5 rồng cũng đi anh em ạ. Ảo nhờ. Blink đi rồi. Được. Đấy, thế là có đồ rồi. Có đỏ có đồ rồi này. Ngon. Đã split này. Có nên cho đồ cho con Storm không nhỉ? Chỗ này cho đồ cho Storm cũng ngon. À nhưng mà thôi. Không. Từ từ đã. Chưa. Tôi nghĩ lại rồi. Storm này bây giờ cầm cái đồ này chưa ngon đâu. Tí nữa mới ngon. Cái con Du xoay kém nhờ. Giết được con nào không? Ui, anh em nhìn kìa. Đám to thật đấy. Có đồ hút máu không ăn thua.
Nhưng mà cũng không mất quá nhiều máu đâu anh em. Dart Split 2 sao này. Được. Dart này gánh tí đã. Tôi nghĩ là dồn đội con Dart đôi khi ngon hơn con Dù đấy. Dù này bây giờ cảm giác yếu nhỉ. Không ăn thua. Cái đồ đấy thực ra là nếu mà ngon nhất thì chắc là cái con rớt anh em ạ. Ngon nhất là con rớt 2. Rớt 2 thì giật rất đau. Round này là chúng ta gặp cái thằng Feather đấy. Chưa gặp Feather. Round này gặp Feather phải chuyển đồ cho Storm Shaman anh em ạ. Để trên người con Dark Split là bị Doom. Đấy. Con Dark Split nó 5 đô 2 sao rồi. Chắc chắn nó sẽ bị Doom. Nên là tôi chuyển đồ sang cho con Storm nhá anh em nhá. Storm Shaman. Khóa chiêu nó luôn. Có Storm Shaman nó khóa chiêu. Ăn được không? Ui con cây sao hết máu đấy. Đầy máu lên rồi kìa. Hồi máu rồi. Sắp đi rồi. Cay nhờ. Trâu rồi đấy. Sắp hết máu đấy. Đầy máu luôn. Con này là có cái chén thánh nữa, là cái khả năng hồi máu của nó được tăng cường. Thua vậy. Nhưng mà lọt một con thôi. Lọt con thôi nhá. Tiêu diệt cái bóng ấy. Đúng rồi. Ok. Cố gắng giết cái bóng ấy thế nào. Giết chết bóng. Giết chết bóng. Đúng rồi. Giữ máu tí anh em ạ. Chúng ta không để được cái bộ đỏ lâu đâu. Đỏ lết game thua đấy. Máu nhiều nhiều tí để tí nữa còn sống sót để con chuyển. 4 Witcher kẹp với 6 Assassin rồi. Đánh ở level 10 kìa. Còn 50 tiền. Ui thì mẹ thoải mái luôn. 50 tiền như thế kia thì ra là cái con chúa quỷ là quay xe sang ngũ long hóa hình thôi. Càng đấy. Tôi lo cái thằng top 3 hơn là cái thằng top 1. Top 1 không đáng lo đâu. Cái thằng top 1 9 Feather cái tầm này thì bây giờ mạnh thôi, chứ còn tí nữa thì cũng chả biết thằng nào ăn thằng nào đâu. Thằng này mới là cái thằng đáng sợ này. Tiền nhiều. 50 tiền, 40 máu ở level 10. Sửa tôm Shaman. Con này cần nhá anh em nhá. Tôi sẽ mua con này 3 sao luôn. Ok. Lý do tại sao lại cái con này nó cần phải lên 3 sao thì tí nữa tôi sẽ giải thích. Lên game khi nào mà đánh đúng cái nhà mà cần đánh ấy. Lên game chúng ta sẽ gặp là ngũ long hóa hình thì cái con này nó là cái con counter đấy anh em ạ. Con này là mới chơi được. Rồi tạm thời thì chúng ta vẫn sẽ để 6 đỏ thôi. Tí nữa tôi sẽ chuyển bài. Ở đây nó sẽ có mấy cái phương pháp chuyển. Một là chuyển sang cái bộ sáu đá. Trận này thì có con Light Spirit. Hai là chúng ta có thể chuyển sang là chơi trộm chó Sasori. Thứ ba là gì? Thứ ba là có thể là chơi 4 cặp anh em nhá. Trận này có 4 cặp. 3 đội hình, 4 đội hình. Còn nếu mà con rớt lên 2 thì chúng ta sẵn sàng là chúng ta chơi là Shaman kẹp với 4 cọc, kẹp với cả rớt 2 sao để chiến đấu với cái nhà ngũ long hóa hình. Đấy. Rất nhiều đội hình đúng không? Có thể chơi được. Đội hình nào cũng rất hay. Cũng có thể là đánh coi như là ngang kèo. Thằng này đi rồi. Thằng này đi rồi. Đi chắc luôn. Shaman bây giờ không có cửa với 6 đỏ rồi. Khóa skill liên tục luôn. Được không? Được không? Tất nhiên là được. 7 máu đi rồi. Và tôi thua cái nhà Assassin nữa kìa. Cặp nhà Assassin thua. Trận này vẫn chưa ra được cái con ấy nhỉ, con Light Spirit để chuyển sang trộm chó nhỉ. Nhưng mà nếu mà chuyển sang trộm chó ấy, là chúng ta sẽ không chơi được 6 đỏ nữa đâu. Một là bỏ 6 đỏ, hai là bỏ gót. Thì tôi chắc là tôi chọn bỏ 6 đỏ thôi.
Trừ khi là chúng ta có một cái dấu ấn, có cái dấu ấn God ấy, thì là chúng ta mới chơi được là cái bộ 6 đỏ kẹp với 4 God, kẹp với cả 4 trộm chó. Đấy, 4 mục sư ấy. Thằng này vừa lấy thua, không biết bây giờ có ăn nữa. Ăn thì cho xin cái chuôi cái nhỉ. Dart Spirit thì lúc nào cũng bị Doom. Đấy, anh em có thể thấy là con Dart Spirit khi mà chúng ta dồn đồ cho Dart thì sẽ bị Doom, nên là tôi không dồn đồ cho con Dart đâu. Thua. Con này có giáp phản đấy anh em ạ. Khỏe quá, chịu. Storm Shaman nó sẽ phải có nhiều đồ hơn mới ăn được. Cái thằng Feather này, cái tầm này tôi nghĩ là nó vẫn sẽ ăn được cái thằng Assassin đấy. Nếu mà Assassin nó không có cái đồ chống Feather, chống lé, thì là Feather nó vẫn có thể khỏe hơn. Nhưng mà late game thì chưa biết được đâu. Tầm này thì vẫn ăn được thôi. Lùi thêm con heo bà đi. Cái này là trong đề phòng trong cái trường hợp ấy mà cái con cáo lên được 3 sao anh em nhá. Biết đâu ấy đối thủ lại không chơi chuyển sang ngũ long hóa hình mà lại chơi assassin cáo 3 là sao. Nên là cứ lùi con này luôn lên 3. Mẹ ơi, cái con gấu nó có cái gậy xanh anh em ạ. Chém đau thật sự luôn á. Sắp đi rồi này. Gấu assassin gậy xanh à? Tức là gấu assassin 3 sao, cắt được cả chuỗi luôn. Khỏe thật. Căng nha. Cái con gấu assassin với một cái gậy xanh nó đã biến thành con gấu assassin 3 sao ở trong cái bộ là 6 assassin kẹp với cả 4 Witcher rồi. Cái lượng đam của nó gây ra là cực kỳ lớn. 6 đỏ này không chịu nổi luôn. Mặc dù cái lượng máu của 6 đỏ cũng rất to chứ. Cứ đấy khoảng 2k máu mà cuối cùng là cũng một chém là bay màu à. Hỏng rồi. Sợ nhỉ. Thậm chí là bây giờ tôi không ăn được thằng này á. Đưa vào rồi, hay, thế thì ăn được. Hay quá. Đấy, con nào ăn được mà. Ok. Cứ đưa được là ăn được. Light Split này. Con này thay cho con Dark Split cũng được. Căng nhỉ. Tôi bây giờ tôi sợ nhất, tôi ngại nhất là gặp thằng assassin. Thằng Feather thì chỉ nếu mà thua ấy, là lọt một máu thôi. Đấy, nhưng mà nếu mà gặp thằng assassin là chúng ta có thể lọt là 20 máu đấy. Căng phết. Quả trứng này thì tạm thời giữ lại. Tôi nghĩ là quả trứng này tôi sẽ đập cho con Light Spirit 2 sao thôi. Rao này khả năng gặp thằng Feather. RO à? Không cần đâu. Không cần RO đâu. Chơi God mà, không cần. Lại trượng phép, thế rèn thôi. Sẽ rèn món cam luôn.
tại sao nó lại là cái này? Hỏng rồi. Thôi, top 3. Mày hai cái mưa mà lại hút máu ạ. Thề hai cái mưa mà lại hút máu đỡ kiểu gì đây? Hỏng rồi. Ủa thằng này chuyển sang ngũ long hóa hình rồi này. Cái đéo gì mà ngũ long hóa hình đã coi con chú quỷ 2 sao rồi. Vãi đài. Sắp đi rồi. Sợ thế nhở? Hỏng rồi. Xả tiền hết rồi anh em ơi. Đi rồi. Hết bố tiền. Từ từ đã để xem nào. Bán này đi. Tầng này bỏ đỏ thôi anh em ạ. Ui rồi ơi, lại ra rớt để vừa bán nó rớt đi. Thôi bỏ đỏ. Lava Saman. Giữ 4 đỏ nhỉ. Chả cần đâu. Bán luôn. Chuyển sang trộm chó đây anh em ạ. Ok. Kẹp được thêm được một cọc. Cái quả đổi sang đồ cam đúng là đi vào lòng đất luôn. Chúng ta có hai cái mặt nạ hút máu, nhưng mà hai cái mặt nạ hút máu này nó dùng thì nó chỉ dùng được một cái thôi. Ăn được thằng này không? Có Doom thì tôi nghĩ là ăn được. Có Doom ăn được đấy. Doom trúng vào cái con cây cho tôi. Doom trúng một cây đi. Doom trúng một cây đi. Không Doom một trúng vào con cây ạ. Thế lại thua rồi. Khỏe nha. Con cây trâu thật đấy. Thằng này còn nhiều máu á. Thằng này còn nhiều máu nên là khả năng là có khi nó đi sau tôi ấy. Hòa được không? Hòa được cái tốt. Hòa được không? Hòa được. Hay. Chỉ cần cầm hòa thôi anh em ạ. Đến cái nào này mới sợ này. Có lên cho 4 cọc vào không nhỉ? Thực ra cho 4 cọc cũng chả có slot mà cho vào ấy. Cho 4 cọc thì bây giờ cướp được có 1 con à? Cướp được 1 con thì không ăn thua, phải cướp 2 con. Bây giờ mà bắt được 1 con thì bắt được con gì? Bắt được con rồng. Nếu mà bắt 1 con, bắt con rồng thì con rồng nó hóa mất luôn. Không bắt được anh em ạ, không bắt được. Được không? Ăn được không? Ăn được không? Khó. Được không? Được không? Vẫn có cơ hội, vẫn có cơ hội. Không được. Khó. Ơ được không? Được không? Cắt được chuỗi thằng này ngon nhá. Cắt được chuỗi nó. Ui, được anh em ạ. Ui giời ơi. Quá tuyệt vời. Nhưng mà nó là cái bản sao, vậy là chúng ta còn gặp một cái bản chính một lần nữa. Gặp bản chính cắt chuỗi lần nữa. Ok. Cọc này. Có chơi 4 cọc không nhờ? Quyết định. Quả vừa rồi tôi thấy bắt nó cũng trông nó cũng leo khéo lắm. Có bắt được chính vào cái con co của nó đâu. Thôi anh em ạ, để 4 cọc luôn anh em nhá. Bắt được con nào thì bắt. Bắt được một con rồi, bắt con nào thì bắt. Chả quan tâm lắm. Ok. Cứ cọc vào đã thì an tâm là phải có cọc. Rồi. Bắt được con nào thì bắt thôi. Thậm chí nó còn không bắt được con rồng nữa. Ok, ui này thua. Khỏe nhỉ. Được không?
Đúng trưởng một lần nữa. Đúng rồi. Ăn được không? Hay. Ui giời ơi. Trời ơi, tôi cắt được hai lần chuối của nó. Được quá nhỉ. À, lật kèo ở đây rồi. Trứng cứ để đấy. Có khi nó sẽ là con Storm 3 sao đấy anh em ạ. Tôi đã nói rồi, chỉ có con Storm này nó mới có thể cân được thôi. Storm mới cân được. Có điều là cái quả run ra cái món đồ thì ối giời ơi luôn. Nếu mà đấy nó là một cái gậy xanh thì quá tuyệt vời anh em ạ. Nhưng mà không, đấy nó lại là cái một cái mặt nạ hút máu. Thế mới chán. Ơ, thoát game à? Thằng này buông rồi. Thằng này biết là không ăn được cái thằng ngũ long hóa hình nên là nó thoát ra để cho tôi chuyển đấy anh em ạ. Quyết định chính xác đấy bạn ạ. Bạn thoát sớm đi để tôi solo. Quá tuyệt vời. Đấy là quyết định rất là sáng suốt của người chơi đến từ Thái Lan. Để đấy, bạn không làm được thì cứ để tôi. Không phải là tinh vi tinh tường nhưng mà đấy, cái đoạn này là phải nhắc lại. Ai là cái người đẻ ra cái bộ kia? Yên tâm anh em ơi. Cái người mà chơi cái bộ đấy thông thạo cũng chính là cái người mà sẽ counter cái bộ đấy thông thạo nhất anh em nhá. Đấy, yên tâm. Rồi, xem nào, có được gậy xanh không nào. Đừng bảo quả này mà random một phát lại ra thêm một cái mặt lạ nữa thì thôi. Trận này toang luôn. Rồi, random đó. Ui rồi ôi. Hỏng rồi. Đồ khéo quá. Để lại, chia đồ ra. Ok. Tớ biết bạn Đuyển chuyển sang bên đấy nên là tớ lại chuyển sang bên này. Bắt bài đối thủ ngay, anh em thấy không? Biết ngay nó chuyển sang bên đấy là bắt con Storm của tôi mà tôi chuyển sang bên này. Bắt dễ thế á, à, bắt dễ thế á. À. Ok bạn ơi. Ok bạn ơi. Ok bạn ơi. Lại tiếp tục. Lại tiếp tục chiến thôi. Ờ, làm sao? Làm sao? Ô, quả này nó đấm khỏe nhỉ. Thua rồi, rồi thua rồi. Càng ấy. Ui thằng này nó đồ càng quá anh em ạ. Đồ nó là tương đương với một con chứa quỷ 3 sao ấy. Với cả nó có chống trộm chó rồi. Thằng này có chống trộm chó với cả có cái giáp giải nữa rồi. Càng phết nhỉ. Khó đấy. Khó đấy anh em ạ. Không dễ đâu. Tao này thua rồi. Cầm hoa được thì tốt. 10 giây nữa cầm hoa được không? Cầm hoa đi. Ui không được rồi. Ui mẹ ơi, vãi đái. Thế nào sao thua à? Nhưng mà có cái cục máu để cắn anh em ạ. Storm 3 sao này. Đập luôn không nhỉ? Có khi phải đập luôn ấy. Thôi đập luôn nha anh em nhá. Sợ thật. Tao này lóc lại đó. Con Storm, vị trí con Storm là phải đổi luôn ở cái rau cuối đấy, dây cuối đấy. Không là bị bắt ngay. Anh em ạ, phải tỉnh táo, phải tỉnh táo, phải tỉnh táo, phải tỉnh táo, phải tỉnh táo. Phải tỉnh táo. Rồi. Được không? Thằng này có ăn nổi không? Được không, được không, được không, được không, được không, được không? Được không, được không, được không mọi ơi. Được không bạn ơi, được không? Ủa trâu thật đấy. Trâu nó đập một phát đầy máu luôn ạ. Thằng này lại thua rồi. Còn 7 máu. Càng quá thì mất thôi. Ui lại thua rồi. Càng thế nhở. Hay. Ai da. Ăn được cái đao này. Quá tuyệt vời luôn. Ôi tôi chết rồi. Quên không buồn khan. Trời ơi cứ mãi để ý trận đấu quên không khan anh em ạ. Khan lên được 3 sao quên mới không bua. Khan lên mày quay lại nhá. Lần này mà ra là chắc chắn là hứa mua đấy. Cái đao vừa rồi cứ mãi tập trung vào xem là có ăn được không. Thế là thôi toang. Bây giờ nuôi con heo lên được 3 sao đó. Cẩn thận nha, là bắt đấy. Mày bắt đi, ai nhanh hơn? Ờ. Ai nhanh hơn? Định bắt con Storm Shaman với con heo của tôi anh em ạ. À.
Bắt hộ cái 22 máu. Cứ thế này 3-4 round nữa là có khi được vớ vẩn là top 1 đấy anh em ạ. Cố lên nào. Nó trâu rồi đấy. Nó có cái giáp xoay, nó còn có cái hút máu cuối ấy. Mẹ đánh bao đam vào, thế mà rồi cuối cùng nó vẫn hồi được. Stun liên tục vào mặt luôn mà vẫn không ăn thua nhỉ. Ok bạn ơi, ok bạn ơi, từ từ nhá, từ từ nhá, từ từ nhá. Round này là hơi bị nhiều cái này. Được không, được không, được không? 22 máu thôi, 22 máu thôi, 22 máu thôi, 22 máu thôi. Trời ơi, ăn rồi anh em ơi, thua thế. Nào, thế nào đây? Có counter được không? Counter ngon luôn anh em ạ. À, quá dã man. Cái video này chắc chắn nó là siêu phẩm cuối tuần rồi anh em ạ. À, ok anh em nhá. Anh em thấy hay để lại tôi một like. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu có thời gian anh em hãy chọn clip bên trái. Một trận coi như là thư hùng giữa hai cái bộ ngũ lăng hóa hình anh em nhá. Cực kỳ kịch tính luôn. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải. Một trong những cái trận đấu mà đối thủ đã khiến tôi mất ngủ. Chơi xong trận đấu đấy mà tôi cay đến cả tuần sau luôn. Và cuối cùng, nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên ở trên kênh để ủng hộ cho tôi bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc, cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye.